Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Ấn Tượng 12 Chuyên Võ Nguyên Giáp Niên Khóa 16-19 Từ Phúc. Hey, Tan! Say hello!
đang vào trường chuyên. Nơi đó có chuyên hóa. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They can weigh me down. To get the hell out of my head, I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Đi hồi à con? Nhạc gạo trắng và gạo trắng, đồ đỏ và đồ đỏ, nhạc không xong thì đi mua hết nhạc. Tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu. Mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sóng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi khóa 2016-2019 là một khóa học rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là đối với cô, bởi vì cách đây cũng 20 năm thì cô cũng là một cái nữ sinh kiên toán như các em. 3 năm không phải là dài, tuy nhiên 3 năm cũng đủ để chúng ta hiểu nhau và đủ chúng ta cảm nhận và thân thiết như một gia đình. Ở trong lớp là 26 bạn thì 4 bạn nữ là rất chăm ngoan học giỏi, còn cả bạn nam thì rất là trẻ con, nhưng mà bạn có một biệt tài là nấu ăn thật là ngon. Và trong một ngày thì các bạn có thể mang đến cho mình những cái cảm xúc rất đặc biệt, là từ vô cùng tức giận nhưng mà cho đến là rất là ngạc nhiên và yêu thương. Đối với cái khóa học này thì để lại cho thầy rất là nhiều cái ấn tượng. Tuổi là tuổi con rắn, nhưng do đó là mặc dù là không sôi nổi, không sôi nổi như một số khóa, tuy nhiên cũng để ra rất nhiều cho thầy cái ấn tượng về sự hòa đồng, đoàn kết và có cái nền tảng học tập tốt.
trải qua 3 năm học thì các cô và trò đã cùng nhau nỗ lực cùng nhau cố gắng luôn đồng hành cùng với nhau và đã vượt qua được rất nhiều thử thách và để cho cô và trò ngày càng gắn bó và ngày càng trưởng thành hơn. Đây là học sinh rất là năng động, có nhiều cá tính. Đấy. Và nhân dịp là cả các em ra trường thì thầy gửi đến tất cả các bạn học sinh khóa 16-19. Thứ nhất là chúc các bạn là từ nay cho đến kỳ thi giữ gìn sức khỏe, ôn tập tốt và thi đạt được cái kết quả cao. 3 năm đã trôi qua ở trường Võng Nguyên Giáp thì thầy chúc cho các em bước sang một môi trường mới và trước mắt là một cái kỳ thi rất quan trọng, đạt kết quả rất là cao và chúc các em bước lên cổng trường đại học hay là làm một công việc gì đó thật là xuất sắc. Sắp bước vào thì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì chúc đoàn khóa học sinh 12 cũng như là khóa chuyên địa 2016-2019 là đạt kết quả là cao và là chúc các em giữ gìn sức khỏe, có một kỳ thi là đạt kết quả như mong muốn. Chúc cho các em bước ra khỏi môi trường nhưng là vững vàng và tự tin bước ra cuộc đời và tự tin để đạt được những kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chúc cho khóa 2016-2019 thành công. Các bạn sẽ thành công đến con đường mà sắp tới. Chúc tất cả các bạn yêu đấu tốt nghiệp và đã vào những cái trường đại học mà bạn mong muốn. Em luôn nhớ đến trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, nhớ đến cô cũng như các thầy cô giáo ở trong trường và điều cô muốn nói cuối cùng đó chính là cô rất là quý trọng, trân quý những cái tình cảm mà các em đã dành cho cô trong 3 năm học vừa qua và nhớ rằng là ở đâu thì cô cũng luôn dõi theo và chúc các em những điều tốt đẹp nhất. Xin chúc tất cả các em bước vào một cái môi trường mới, gặt được nhiều cái thành công và được giữ được những cái thôn nhiên của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình. Với tôi đây là một cái khóa học sinh rất đặc biệt, các cái cô cậu tuổi thì rất là thông minh, hiền lành, sắc sảo và đa tài. Các em đã để lại ấn tượng rất là tốt đẹp trong lòng các thầy cô và bạn bè trong cuộc bạn học. Ngày mai các em có thể là chia sẻ mái trường này, thầy cô cũng còn được chứng kiến gặp gỡ các em hàng ngày được, nhưng mà hình ảnh các em mãi ghi đậm trong cái tâm trí và trong cái tình cảm của thầy cô. Thầy nhớ mãi một phi hùng, một trung tuấn, một hồ anh rất là thông minh của 12 toán đã vào đến đội dự tuyển và quốc tế, một Trần Đình Kiểm Gia rất thông minh, sắc sảo và rất là chắc chắn đã vào đến vòng thi quý của đường lên đỉnh Olympia, một cán bộ đoàn rất là năng động, thông minh, học giỏi, điểm quyền của 12 khóa, một Xuân Đức, 12 sinh rất chịu khó, đam mê nghiên cứu khoa học và một trong rất nhiều học sinh là được giải ba về khoa học kỹ thuật toàn quốc. Rồi một Lê Mai, 12 sinh có thể nói rằng là học sinh rất ngoan, rất là thông minh và sắc sảo. Một Thân Ngọc của 12 anh có thể nói là xin rất là chăm ngoan, học giỏi. Rồi một Nguyệt Ánh 12 văn rất là thông minh, sắc sảo và chịu khó học tập rèn luyện. Một Đinh Hà 12 sử có thể nói rằng là đa tài và học cũng rất là giỏi. Một Lê Na 12 địa tản bộ hoạt động phong trào rất là tốt. Một Tiến Hoàng, một lớp trưởng của 12 sinh viên rất tích cực, năng nổ trong hoạt động và còn nhiều, rất nhiều bản thành bàn đã in là để lại trong lòng thầy cô một tình cảm rất là tân trọng, rất quý mến. Ngày mai em sẽ chia tay nhà trường, em sẽ bay đi muôn phương, em sẽ làm nhiều nghề, em có thể là gặp những cái thuận lợi cũng có thể là những cái khó khăn của cuộc sống. Thầy mong rằng các em bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ,
và truyền thống học sinh chuyên võ nguyên giáp để vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và thực hiện tốt cái ước nguyện cuộc đời của mình. Điều quan trọng trước mắt của chúng ta là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp với tuyển sinh đại học và cao đẳng. Thầy mong muốn tất cả các em hãy dành cái thời gian còn lại nỗ lực cố gắng phấn đấu và chúng ta có một kết quả tốt nhất để tất cả các em 12 năm nay ra trường đều đủ đạt theo một cái nguyện vọng của mình và mong muốn lớn nhất của thầy. Chúc các em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin tạm biệt các em. Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi cùng chung ước mơ trở về.